Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Ui, con này đâu rồi đâu rồi? Đâu rồi? À. Gần 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 gần. Gần gần rồi cắn cái rồi chạy Khó chịu mấy con đó thì chứ. <laughs> và hiện tại thì mình đang ở dưới địa ngục để mình tìm ra chỗ của cái um, con boss uh, Nether Keeper. Có vẻ con đó khá là khó tìm á. Và mình phát hiện một cái rất là hay đó chính là gần mình có một cái anh zombie Big man mà kiểu Đội cái nón Bí ngô nè Cái này là hơi bị hiếm á nha Lần đầu mình gặp luôn á Mặt mặc lại nào Đúng rồi đúng rồi đúng rồi 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 đẹp trai đẹp trai rồi Hàng <laughs> hiếm nghiếm hàng Phải chụp lại để giữ làm kỷ niệm mới được Rồi Ờ à, Bây giờ thì nên đi tiếp về hướng nào ta Đang đi gian vợ À bên đây còn công trình luôn hả được Vậy thì qua đây luôn Ủa mà sao dưới địa ngục lại có công trình như vậy ta Ui Còn có thư viện ở đây nữa Ao 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 nhâm 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 Ui cẩn thận, cẩn thận Rồi cháy rồi Xong phim mấy con ở dưới luôn <laughs> Một đào block đi vào lòng đất của mình luôn á nó cháy luôn cái thư viện của người ta rồi Xong luôn lại mang tiếng đốt thư viện nữa Thôi okay kệ đó, mang tiếng lỡ mang tiếng rồi Cái này thì búp giáp nè ừ, thôi, Mấy thứ này thì Cũng không quá cần thiết đối với mình Cái mấy cái đồ nào mà xịn xịn hoặc hiếm hiếm thì mình lệnh ha Ui có làm spawn mình đập luôn Nó cháy hết trơn cái thư viện của người ta rồi Và nó sẽ có thêm, Ui, cái này có đường đi không? À không có đường đi Mình sẽ đi về hướng này ha trước khi đi để mình nóc thêm lọ thuốc rồi đó Đấy lọ thuốc nhìn trong bóng tối à nốc thêm lọ nữa nốc ít thôi nha Rồi xong Tự tin đi tiếp rồi đó Và bây giờ thì mình đổi sang chế độ lúc nào cũng cầm cái Power Shaker nè Để um, Mình dễ dàng búp sức mạnh hơn, hơn ha Ui ui, ui. Mụ Medusa đâu ra vậy Mụ Medusa đâu ra trong này gì ta cái này có áo áo con cáo nè. Ừ, mấy thứ này thì mình không cần lắm. Thôi để mình đi qua hướng bên đây đi. Nó cũng có cái đầu con xương ở đây nữa. Ghê vậy. Phía trên này có rương không? À. Nó giấu đồ ở phía trên. Nè nó có giấu đồ ở phía trên nè. Cái này nó có một cây gậy băng. Những cái áo giáp này thì mình không cần lắm. Thử qua đây coi. Cái này có thuốc với những cái cánh đó Thôi, như vậy thì hiểu cái công trình này rồi, nó chỉ cho những cái món đồ kiểu ở mức cơ bản thôi. Mấy món đồ này giai đoạn này thì mình cũng không có mặn nồng lắm, bỏ qua cũng được. Giờ thứ cần thiết hơn là một cái công trình của cái con Nether Keeper ha, và phần thưởng cho con đó là một cái òi nên đ rai nha. Mình làm xong cái nhiệm vụ này thì mình sẽ làm tiếp cái nhiệm vụ tiêu diệt quy đờ luôn để nhận được phần thưởng xịn hơn một xíu nữa. Ấy. Tới luôn mấy uh, 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 uh. Chơi chơi hụ. Nó chơi ú à mình chứ. <laughs> mình tìm thấy một cái chỗ uh, uh, của những cái những thanh niên uh, Bích Bitlin cướp bóc á Trong đây thì có Nè nó nhốt mấy con heo luôn nè Ghê thiệt heo mà Nó không thả ra mà nó đem đi nhốt Mấy con này không không có yêu thương động vật gì hết thì cái tình đó Nở lòng nào nhốt con heo heo Con heo đó là người bạn tốt của bọn chúng đó Mà bọn chúng nở nhốt như vậy Sống nổi không Sống nổi với các ngươi không ừ? Còn tên nào nữa Lấy hết búa địa ngục của bọn chúng luôn Thông thường trong đây cũng rất là dễ để mình Mình nhặt được những cái phôi netherite nha nên mình phải khám phá kỹ kỹ một xíu có vàng nè kiếm Nó sắc bén hả coi coi có cái dòng undestructible không có thì mình lụm ha <laughs> bây giờ thì mình chỉ cần đúng cái dòng đó thôi để ép vô những cái món đồ của mình nè có rương tiếp nè đỏ thấy chưa có được ba cái vụn nether ra rồi giáp giáp thì nó cường hóa cũng những cái dòng ở mức tạm nữa Không có những dòng quá là xịn Tầng cao nhất thì sao Tầng cao nhất có rương luôn Ngon Nhưng mà tiếc là nó không có thêm Vụn netherite rồi Phải tầng này mà có thêm vụn netherite thì ngon ha À có cái cung hunting nè Được á Làm đi Bên đây thì có kiếm Ok Xong cái 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 chỗ của bọn chúng rồi Giờ mình sẽ khám phá xung quanh căn cứ bọn chúng ha. À, những cái tên này, những cái tên này lao nháo là mình tấn công liền. Kích hoạt lên, Nổ nè. Nổ nè. Rồi rồi. ơi nó đẻ nó đẻ. Nó đẻ ra những con cá bạc. Cẩn thận nha, có những cái con mà nó có kỹ năng đẻ cá bạc rất là khó chịu luôn. Ô, đây là sách hunting nhưng mà cấp độ là 4 luôn. Ý được, bước cây cùng. Hunting cấp độ 4 xịn hơn cấp độ 2 khá là nhiều luôn. Rồi Và hình như nó còn cạnh một cái pháo đài địa ngục hay sao cả Mình thấy có những cái Viên gạch kia Thiệt luôn có chơi nở lòng nào mà nó nhốt con heo trong đây Chứ con heo nó to như vậy mà nhốt trong cái chuồng chút xíu à Để mình giải cứu nó ra ha Mình hình như mình đang thiếu thịt heo nữa Đúng rồi Đó nó cho quá trời thịt heo luôn <laughs> Tốt 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 Chúng ta phải yêu thương động vật ha <laughs> làm xíu thịt đâu mà xin xíu thịt làm gì cần rồi cái rương này ôi cái rương này trống hả không có đồ anh này còn cưỡi nhỏ nữa nhỏ nực quá nhỏ rung rung rồi kìa lớn già đầu lớn già đầu mà cưỡi nhỏ lớn già đầu rồi còn cưỡi nhỏ để mình cưỡi cho đi ui nhưng mà phải có cái cần câu mình phải có cái cần câu cà rốt thì mới à không cần câu hình hình cái nấm á cái nấm ở dưới địa ngục thì mới điều khiển được cái cái con trader này mình không có cái cần câu đó rồi thôi kệ đi bỏ qua bỏ qua giờ thì mình sẽ ghé qua bên này luôn coi coi nó là công trình gì à lại là công trình của những cái con trader này à sao rương của nó không có đồ gì hết á mình cứ tưởng là một cái pháo đài địa ngục chứ nhưng mà không phải rồi mừng hộp mừng hộp thôi vậy thôi thôi mình đi tiếp thôi À còn có xương đen nữa Cơ hội để mình farm đầu xương đen đi rồi Rơi Có rơi đầu không Có không nhở Eo Không có cái đầu xương đen nào luôn Ui mình nhỏ rồi Mấy lần trước mình hên lắm Mình farm cái con cái con à Lần này thì không được may mắn như lần trước rồi Farm <laughs> không có cái đầu xương đen nào luôn Thôi kệ làm sao đi tiếp thôi từ hổng rài tới giờ thì mình chỉ tìm được đúng một cái đầu rồng thôi ở một cái con thuyền kết thúc uhm, đây 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 đúng một cái thôi ha và với cái đầu rồng này thì mình có thể gọt nó ra tạo thành những cái vảy rồng rất là xịn luôn và công thức của nó thì mình cần phải có một cái con dao này làm từ một cái loại que cái này thì có thể chế tạo được nha mà mình phải, cần phải có nhiều cái bột lắm Ở à, đây 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 cái bột này Aken Mình cần phải những có những cái bột Aken này thì mới làm được Chưa chưa để mình coi công thức coi bốn cái bột Xong rồi tới cát linh hồn rồi tới gỗ bốn bột Xong rồi tới cát linh hồn Rồi tới một cục gỗ Rồi nhét vô thôi Đây Được một cục này mình đổi ra cái ván và đổi thành cái que sau một công thức cái tiếp đến thì um, mình cần phải làm thêm uh, Arcane Ingot này hả Ui chua nha chua nha Arcane Ingot là cần bao nhiêu mới đủ ta hai đúng không Hình như là cần hai cái Arcane Ingot là Vậy là mình cần phải lấy thêm những cái bột mà đỏ đỏ này nữa nè Bột đỏ đỏ này thì mình có khá là nhiều luôn Đâu rồi để mình tìm lại cái đó <laughs> Giờ muốn làm gì phải, phải chưa có khó ngồi tìm mới được Rồi thêm than gỗ thôi Than gỗ thì dễ quá Rồi giờ thì làm nốt cái Arcane um, in God thứ hai thôi Đây Và mình sẽ kết hợp tất cả những thứ mà mình có được Vô chung một cái ha Để tạo ra một cái con dao Theo công thức như vậy Thế là mình đã có thể gọt cái đầu rồng này ra rồi cứu mèo. <laughs> Rồi giờ thì công đoạn cuối cùng là chế tạo thôi, nhưng mà nó lại cần thêm khá là nhiều những cái um, gọi là sao ta, obsidian ingot nè Cái này thì mình cần phải kết hợp giữa hắc diệm thạch với cái um, uh, hẹo hộp sắt đó thì mới nung ra được thành cái loại um, loại khoáng sản này. Tại vậy còn cần thêm ngọc ender mà nó gọt nhỏ lên nữa. Ngọc ender mình còn không? Đây, còn một ngọc ender thôi ui ít vậy à đây đây còn thêm cái nữa <laughs> bây giờ mình đúng kiểu chắc chiêu từng từng tí từng tí một luôn á rồi giờ thì mình cần có thêm cỡ bao nhiêu năm năm cái obsidian Ingot ha không biết mình có đủ không nữa một hai ba bốn năm và xong giờ thì đủ chưa cái này gom gom lại là làm được cái que trước rồi nè đó Bây giờ thì mình cần thêm một viên kim cương nữa Lên dĩa thôi, lên dĩa thôi Kiếm rồng kiếm rộng 12 sát thương nha Úi giời ơi Làm trước cây kiếm này đi Lúc đầu mình nói mình làm cái cây kiếm bằng máu rồng á Tới bây giờ mình còn ba lỗ máu rồng chưa có làm kiếm nữa Ít bữa mình làm sao á Tại vì mình thấy cây kiếm này mới mới á Mình làm thử coi coi Sức mạnh nó như thế nào Và xét về vẻ đẹp thì mình thấy nó cũng khá là đẹp đó không phải dạng vừa đâu. Và bây giờ sẽ tuyệt vời hơn nếu như mình cường hóa cho nó những cái dòng mà mình tìm được trong ngày hôm nay á. Chẳng hạn như là dòng hunting. Ủa? Nó không ép được hunting à? Ủa? Ừ. Ủa? Hunting này chỉ ép được cho cung thôi. Ủa? vì sao trong cái kiếm mình nó có dòng hunting ta? Điêu vậy? <laughs> Lạ nhá Ừ. Trước khi ghép như vậy thì để mình cường hóa ở dưới này trước đi. Biết đâu nó lại có được những dòng xịn thì sao? Cho vô Yêu lít pen Mình không thích dòng này lắm Tại vì khi mình ép á Thì mình sẽ không ép được sắc bén Rồi mình enchant tạo một dòng nào đó đi Rồi mình tách ra Enchant lại Smile Smile cấp độ 5 luôn hả? Không biết là ép smile xong có được ép sắc bén không ta? Hình như ép smile xong mình cũng không được ép sắc bén luôn Làm khó nhau vậy Nhắc Ui nhặt tốt nè Hy vọng là nhạc cấp độ 2 nó sẽ cho thêm vài dòng khác nữa nha uh, Nó cho mình thêm 5 dòng Không 4 dòng Tổng cộng là 5 dòng luôn á Vừa nhạc nè Vừa có đánh chí mạng nè Poison glow nè Show Siphon Và Radiant luôn Ui, ép một phát một khi kiếm mình có tùm lum dòng luôn á Quá tốt Bây giờ thì mình sẽ ép thêm cho nó cái dòng sắc bén từ một cây kiếm nào Và cây kiếm này nó có sẵn nhặt với uh, Mending luôn nha, sửa chữa luôn nha Cực kỳ tốt luôn Rồi đầu tư, đầu tư cho cây kiếm mới thôi nào Cường hóa vô cái nhẹ Úi xôi Đổi tên Kiếm Vẫy rồng Kiếm vẫy rồng gì ta Kiếm vẫy rồng thôi Chứ Ngắn gọn gì ha <laughs> Ủa Ồ, Nhưng mà tiếc là nó không có nhận cái dòng sắc bén rồi Ôi không Buồn vậy Hình như trong đây có một cái dòng nào đó Nó không cho mình ghép thêm sắc bén rồi Và mình còn một cái um, Món đồ có dòng Chậm hỏng cấp độ 7 Thì mình đang định là Ép cho cái um, Cái này Ủa đâu rồi Đâu rồi ta đâu rồi Nè nè nè, cái Power Shacker của mình nè Sửa chữa thì mình còn cái Quyển sách nào không ta? Oh Legend có hình nữa nè Oh tốt 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 ép tiếp vô cây kiếm nè Legend là nó giống giống như là Light Steel vậy đó. nó hình như nó có thể giúp mình hút máu thì phải ép vô luôn ha Xong Còn về cái um, Power Shacker thì mình sẽ kiếm một cái quyển sách sửa chữa nào đó mình ghép vô Sửa chữa là mình không nhớ là mình còn thêm hay không nữa Sơ sơ qua hình Ôi có Indestructible Ê Được 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 Indestructible ép vô cái Power Shaker là hợp lý á Là nó sẽ không bao giờ bị hư nữa Mình có thể dùng nó Thả ra luôn <laughs> được nha <laughs> rồi cái này có thể ép à cái phi tiêu có thể ép được chồng chậm hỏng thôi không ép vô đâu tại phi tiêu nó đâu có hư đâu mà sợ rồi tạm thời thì ép như đây thôi tốn quá trời kinh nghiệm của mình rồi bây giờ thì đi ra ngoài và test sức mạnh của cây kiếm mới thôi phía bên ngoài mình nghe có 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 cái con nào nó kêu nãy giờ á chưa rõ là con gì để ra ngoài test thử mình sẽ không búp sức mạnh lên nha đâu con nào nãy giờ kêu đâu con nào kêu À dơm bay nữa Sơm hả Dơm bay lực sĩ Ôi cái kiếm mình quýnh xong nó tạo ra đập nữa <laughs> Cái kiếm mình xong quýnh tạo ra một Một cái vùng đọc Nhưng mà sát thương của nó thì không có Có mạnh lắm Kiểu như không đủ sức để one hit một cái con Con zombie tập tạ rồi Kìa bà hồ thủy kìa Để mình test thử coi bà hồ thủy đó Mình chặt bao nhiêu hit sẽ chết ha Chặt thử Ui Một hit không chết nổi ấy con looter này đừng Không kịp thật Lại gặp cái con looter chuyên gia ăn trộm đồ Bây giờ mình sẽ bóp sức mạnh lên Ồ mặc dù đã búp sức mạnh rồi Nhưng mà cái kiếm này có vẻ nó không mạnh như mình mong đợi rồi Mình thấy công thức nó làm khó như vậy Mà sao nó yếu vậy ta Buồn ghê á kiểu kiểu mình đầu tư cho một cái gì đó quá nhiều á mà mình nhận lại không được như mình mong muốn ấy quá buồn luôn cho một cái kiếm vừa đẹp như vậy mà lại không được mạnh như mình tưởng tượng ha mình thử quýnh con này coi con này bóp sức mạnh lên một cái vẫn chết được bình thường à ui con xin mà trong bụng nó có những con cá kìa <laughs> lạ thiệt á ui ồ oh, cái kiếm này nhưng mà nó có những dòng enchant rất là tốt luôn Thứ nhất là tạo ra một cái vùng độc gây độc cho cái địch. Thứ hai là tạo ra một cái vùng hồi máu giúp mình hồi phục khi mà chiến đấu luôn. Được cái này mất cái kia. Được những dòng cường quá xịn nhưng mà không có được sát thương cao thôi. Ok. Một cái kiếp mới mình sẽ thử dùng cái này trong ngày hôm nay rồi thử đánh boss Wither luôn nha. Tại vì mình còn một cái nhiệm vụ là đánh boss Wither nữa. Đi cả... bà phù thủy. Bà phù thủy nè. Nó à. vô cái vùng này là mình hồi máu. Siêu nhanh luôn á Quá im quá im <laughs> Để đánh boss đờ Thì mình sẽ cần tương đối là nhiều những cái đầu xương đen nha Đây Sẽ đánh trước một con thôi Các linh hồn có ở đây Rồi Chỗ đánh thì vẫn là chỗ cũ <laughs> Mình sẽ làm đúng một cái chỗ dành riêng Để đánh uh, Những cái con boss đờ thôi ha Mày mốt đó cũng như là cái mồ chôn Cho những con đờ uh, boss gì đó Cái chỗ đó thì khá là gần nhà mình luôn ngay bên này đi xuống dưới thôi từ 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 chậm rãi chậm rãi thôi chậm rãi thôi vô vô <laughs> lần trước mình nhớ là mình quýnh một cái con boss video ha nó mất cả đống máu luôn mà không biết với cây kiếm mới này thì sao thử lại thử lại với một cây kiếm mới hoàn toàn cũng ăn trước trái giáo cho nó cẩn thận đó búp sức mạnh lên và chuẩn bị so sánh sức mạnh nào so sánh sức mạnh nào để ý máu của boss nha một chặt nè <laughs> một chặt vẫn vẫn bao nhiêu đấy máu ồ oh, hình như mình mạnh là do cái power shaker chứ không phải là do cây kiếm đâu cái power shaker nó búp rất là nhiều sức mạnh luôn và khi đánh bại Boss Wither từ cái nhiệm vụ thì mình sẽ có được một cái Wither Drive và trong tương lai. Mình sẽ kết hợp tất cả những cái loại uh, Nether Drive đặc biệt này tạo thành một cái Ultimate Nether Drive và làm một cái món đồ cực kỳ VIP ha. Một trong những cái món đồ này nè. <laughs> từ từ để mình suy nghĩ sao. Còn giờ thì đi lên thôi. Cái nhiệm vụ này nó chỉ đơn giản là đánh con Boss để mình lượm cái cái Foil Nether Drive đó hả? Enchant hổm rài tốn quá trời sách rồi Để bây giờ mình sẽ gỡ gạt lại cái đó Mình vô cái chỗ tòa tháp này Để mình kiếm chát xem xíu Sách cần quá xịn ha Và <laughs> mỗi lần lên đây thì Mình lúc nào cũng chóng mặt hết đó Nó xoay, xoay gì đâu mà quá trời xoắn rồi Ủa cái đường đâu À đây cái đường đây Sách gì Wild Rang cấp độ 6 Burning Ồ oh, đốt cháy nè được á Swift Food cấp độ 3 Làm luôn Ui Hình như Cái này mình Đeo vô nó cộng trái tim hả Wow <laughs> Đeo Đeo cái Cái ổng kim cương này Thì mình sẽ được trái tim nè Đồ này đồ Siêu hiếm luôn á Mình mất đi một xíu giáp mà Mình có ba trái tim Có nên không ta Được á Mình vừa chẳng hai hàng trái tim luôn cả <laughs> được được hôm nay đổi đi đeo cái ủng mới này cho mình thêm ba trái tim quẩy cho nó tốt ha giờ thì đi thôi để coi trên, trên vùng sa mạc này nó có thêm những cái thứ gì Ồ, có một cái bức tượng cho mình cái rương ở phía dưới nè lấy táo vàng ăn trước đi ủa hết cho táo vàng rồi cho kim cương luôn được còn chỗ này là chỗ gì à hình như đây là đường xuống một cái ngôi làng ngôi làng dưới lòng đất á thôi không xuống đâu ủa sao mình bị chúng đọc rồi ủa cái quần đùi vậy sao tự nhiên mình, mình bị chúng đọc rồi cái mà What? What? ủa chuyện gì xảy ra vậy <laughs> tự nhiên mình mình chúng đọc mà mình không có bị mất máu cả lạ thế Chuyện lạ có thiệt nha Rồi bên đây là công trình gì đây Để mình vô coi À đây là chỗ của những cái anh um, Người trâu á Anh bộ tộc Không biết là có đồ không Ủa sao nhìn cái này không giống nhà của mấy ảnh lắm Ủa bình thường mấy ảnh là đâu có xây nhà đâu ta Mấy ảnh ở mấy cái lều không mà Cái nhà này của ai á Chắc ảnh vô anh ở ké rồi Chứ mấy ảnh làm gì mà xây nhà như vậy Người bộ tộc mà Nè nhà xây hơi bị đẹp luôn Có trong đó có rương không vậy Ui anh xây Anh xây cái lều Lẹm vô cái nhà của người ta rồi Bó tay mấy ảnh luôn Ở phía bên đây còn một cái cây gì nữa nè Ở bên trong nó có một cái Cái mầm cây gì đó rất là lạ ha Cái mầm cây này khi mình đập thì nó Nó không có rơi ra gì hết <laughs> Nó rơi thức ăn thôi Ồ ồ. Thôi 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 thôi, mấy chỗ đó hồi mình né né gần xíu đi. Né gần xíu cho nó nó an toàn cho mình. Ui đằng kêu có con dung to đụng luôn. Bây giờ mình sẽ không có búp sức mạnh nha. Ê, để mình mình tìm cách Ờ à, chó điên có chó điên. Còn chó điên nè. Trời ơi cây kiếm này quýnh con chó điên một cái không chết. Màn đét ô. Ki kiếm pha ke rồi. Con chó điên cứ xìu mà một cái mình quýnh không chết Ủa đây là cái ngôi đền gì á Còn con dung to đồn này để mình làm xử nó Trời con dung to đồn như vậy thì một hết chết Còn con chó điên có chút xíu thì một cái quýnh không chết <laughs> Mình cũng không hiểu cây kiếm này luôn á Rồi vô khám phá công trình này thử coi Nó là công trình gì á Ui sao giống như nó là một cái chỗ Của những cái vị pharaoh vậy Chiến tiếp, chiến tiếp nào Chiến tiếp nào, chiến tiếp nào Đúng rồi, hình như đây là chỗ của những vị pha rong thì phải Có cái nón Có cái ổng. À, cái ổng này có cái dòng Indestructible nè Tốt, tốt, tốt Phải như vậy chứ Ủa trời, chỗ này nó có dấu đồ không? À, nó có dấu một cái rương trong này Táo vàng Bảo vệ coi vật được bắn Hết rồi Vậy là cái chỗ này nó chỉ giấu có như đó đồ thôi Mà sẽ lục thử chỗ này coi nó còn giấu thêm đồ không À chỗ này là chắc là cái đường vào á Đúng rồi Chỗ này là đường vào Ok như vậy thì nó chỉ có đúng một cái ổn là có cái dòng cùng hóa tốt ha Cũng tốt đi Có dòng uh, Indestructible là cực kỳ xịn rồi đó Và nguyên một bầy chó điên nó đang đi tấn công con gì kìa Mấy con này lắm cho nó ném mùi phi tiêu Phi tiêu của ta nè Ui, mà công nhận mấy con chó điên này nó trâu thiệt á Nó ăn tới 3-4 cái phi tiêu Bóng tối của mình thì mới chết lượm. Đúng trâu luôn Rồi Mình đã lạc trôi tới cái cánh rừng bị thiêu rụi nè Để coi coi trong cánh rừng thiêu rụi này Còn gặp con quái vật gì thứ dữ hay không nha Kiểu mình rất ít khi vô cánh rừng này luôn á Để lần này mình trở lại coi coi Ui con dứa Con này tên là Hâu Nó rất là hung luôn Mình không muốn tiêu diệt nó đâu Tại vì nhìn nó có cái nét nét gì đó giống con cáo ấy Nhưng mà nó rất là hung dữ luôn nha Nó lại nó cắn mình liên tục mà Nè nữa nè nữa nè Hình như đây là cánh rừng của bọn chúng rồi Nó còn biết tru lên giống như những con chó sói nữa Nữa nè Ghê thiệt lại xuất hiện thêm một thanh máu của con Nemin Lion nữa kìa Không biết nó là nấp ở đâu ta Rồi phía bên đây mình còn gặp một cái căn nhà gì đây Ui cái căn nhà này xây theo kiểu hiện đại nha Chứ không phải cái căn nhà kiểu hồi xưa đâu Nhà hiện đại nè Ồ oh. nhưng mà bổ hoang mất tiêu rồi <laughs> Nhà hiện đại trên sa mạc nhưng mà bị bổ hoang À mình hiểu luôn Chắc là của một bà phù thủy Bà say rồi bà chưa kịp ở đó Nè nhà bà phù thủy nè Để mình vô mình Mình tìm bà phù thủy cái đó Ồ có bản đồ kho báu trong vui Xin luôn Bà đây là cái chỗ để Đặt những quyển sách phép của bà Mình lên mình tìm bà phù thủy mình Ám sát bạn cái nào Ui mình nghe tiếng bà Mình nghe tiếng bà rồi từ 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 trong đây từ trong đây, từ 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 ui ám sát không ám sát không không sao không sao, lần hai thì đã kết thúc được từ rồi, ui từ đây bả từ đi tiêu bóng tối, từ thế nào được, ui vậy, đúng luôn có một cái kiếm wow. trời ơi cái kiếm này nó 13 sát thương nó còn mạnh hơn cái kiếm vẫy rồng của mình nữa mèn đét ơi chế tạo cho đã góp cuộc thua cái kiếm mà <laughs> mình lụm được nữa cay thế nhờ thiệt luôn á <laughs> ngồi chế tạo cho đã góp cuộc <laughs> bắt đầu mình thấy phí những cái vảy rồng làm ra cái kiếm rồi đó mà thôi, lỡ chế tạo rồi dùng hết ngày hôm nay luôn đi. Ở dưới có con báo đen nó đang chuẩn bị săn mồi sao kìa. Ghê vậy. Mình đêm ở đây nguy hiểm quá. Rồi, mình sẽ Ố, cái chỗ này là chỗ của con Nermin Lion à. À đây đây, chỗ này là chỗ của con nè à. Vô mình sẽ solo với con Nermin Lion thôi vô. Namilan nè mình nè. Mình sẽ không không bút sức mạnh luôn. Coi coi quýnh lại nó không? Đây là cái chỗ hồi máu á Nên mình không sợ nó đâu Quýnh nó lâu một xíu thôi Sư tử này. nè Nè Min Lion Sinh liền Ui nữa nữa, Nó dòm bài Mà công nhận cây kiếm này quýnh sắp Giáp lá cà tốt lắm Kiểu như nó có thể hồi phục được Nè nhờ cái hiệu ứng nó Phát ra từ phía dưới cái nhát chém á Nên cái việc mình quýnh một một á Với cây kiếm này là cực kỳ là hại luôn á không phải dạng vừa đâu này như con này Như con này là solo với nó luôn Ui nó trâu lắm nha Ê, ê, ê. Ui giỡn mặt á à, bro Nó chặt mình kìa Cho nó chết Cho nó ăn phi tiêu Cho nó ăn phi tiêu Cho nó ăn phi tiêu Ui con này ghê lắm nha Lần đầu mình gặp một cái con mà có thể suýt nữa để đánh bại mình rồi đó Hơi bị mạnh thôi 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 nè 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 ra mình <laughs> đêm này nhiều con thứ dữ quá bây giờ thì mình sẽ kiểu như là tranh thủ đi tìm luôn cái bản đồ kho báu này tại nãy mình có nhặt được trong cái chỗ của bà phù thủy á ở đây mình tìm nó luôn ui ở đây có những con rồng rác nè rồng rác với chúng tôi mình xin chút thịt của nó đi Ồ, ờ, phải nhớ thịt mới nhớ chắc một xíu trên đường về thì mình sẽ săn thật là nhiều thịt để mình nuôi rồng cái đó tại vì em đồng của mình từ hổm tới rài mình không có kiểu như cho ăn thường xuyên á chẳng còn ốm nhách ốm nhơ mà mới một tuổi á <laughs> nên bữa nay đi đi khám phá sẵn tiện đường về mình sẽ săn thật là nhiều thịt đem về cho đồng ăn á gần tới hay gần tới á báo đó là mở tít tít hướng um, tây nam là mình sẽ nắp thêm một lọ thuốc nữa nắp vô rồi à, đi tiếp nè gần tới rồi nè kéo bên luôn rồi Hy vọng là kho báu này nó cũng sẽ cho mình thêm mớ đồ để mình mang về ha Mình ngay đây Tới ngay đây, mình sẽ bật F3 lên Tìm theo cách cũ thôi 9 Cái này là số 9 nữa Xíu, tới xíu, tới. rồi rồi rồi, xong xong xong, chọn chọn chọn, đào xuống là gặp ha Đó <laughs> Xong, lượm thôi Được 10 10 viên ngọc lục bảo, 2 viên kim cương. Trái tim biển cả. Nói chung thì cũng được đi. Tại vì trái tim biển cả thì trong đây mình có thể dùng để chế tạo một cái khiên của biển sâu ha. Tương đối là tốt á. Ngoài ra thì còn một cái con thuyền. Ở đây thì hình như mình có thể đặt xuống nước để tạo ra hay sao á. Ha. Thử nha. Coi thử coi. Ồ, oh, đây 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 hình dáng con thuyền nè. Thì coi coi ổn áp không Ổn áp không Mình có nên xây để nó cao thêm một xíu không ta Hay như vậy là vừa À như vậy thì nó sẽ ngang mặt nước ha Cho nó lên cao xíu chỗ nào ta À đây là lên cao nè Đó mình thấy như vậy là vừa cho một cái con thuyền rồi ha Đấy Hợp lý hợp lý hợp lý Mình sẽ tạo ra một cái con thuyền gần nhà mình luôn Xây chuẩn bị chuẩn bị cho nó xây một xíu ui nhưng mà nó bị vướng rồi nó vướng những cái cây này rồi không xây được vậy là mình phải tìm một chỗ nào đó nó không có những cái cái tạo tạo bè này nè tạo biển như nè mình sẽ xây ở hướng bên này đi coi được không đó như vậy là đẹp rồi nè xây Not block area, requirement. check hai block. <laughs> nhưng mà mình lớn xây ngay đây là tốt quá luôn á không được cái này chắc mình phải ngâm cứu thêm rồi <laughs> để xây một con thuyền mình phải đủ những điều kiện mà nó đưa ra thì mới xây được chứ không phải là muốn đặt ở đâu là đặt á cũng hơi khó á nhưng mà không sao nói chung Bữa nay thì mình đã hoàn thành công việc chế tạo một cây kiếm mới. Trong tương lai thì không chỉ kiếm đầu mình còn nâng cấp thêm nhiều thứ nữa. Và mong rằng những thứ lần sau mình nâng cấp nó sẽ tốt hơn những thứ hiện tại ha. Chứ như cây kiếm này là mình thấy nó không mạnh bằng cây saber, netherite rồi đó. Khá là đáng tiếc luôn. <laughs> rồi nhưng mà không sao dù sao thì cũng là một chuyến khám phá khá là thú vị ha hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp còn bây giờ thì bye bye